xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân. Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay, mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần điểm tin hoạt động của các đơn vị công an trong tỉnh tuần qua. Tiếp đó là phóng sự nhìn lại 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các đồng chí, trong tuần qua, Công an tỉnh đã tổ chức 2 hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị. Với mục tiêu giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự, xử lý tố giác tin báo về tội phạm đạt trên 90%. Trong năm 2020, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh xác định đây tiếp tục là năm công tác nghiệp vụ cơ bản, đồng thời tham mưu cho Giám đốc xây dựng và ban hành 9 kế hoạch chuyên đề công tác chuyên sâu. Tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh đã trao huân chương chiến công hạng 3, bằng khen của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Về chuyên đề công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá tình hình và đưa ra những kiến nghị đề xuất về các giải pháp công tác nhằm đạt được mục tiêu làm giảm 5% số vụ, số người bị thương và 10% số người chết do tai nạn giao thông. Trong đó, chú trọng đề cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ cương kỷ luật, chủ động tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo là một số hoạt động nổi bật của các đơn vị công an trong tỉnh tuần qua. Sáng ngày 9 tháng 3, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến tỉnh lộ 502, đoạn qua địa bàn thị trấn Thiệu Hóa, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an huyện Thiệu Hóa đã nhặt được 11 triệu đồng của người dân đánh rơi trên đường. Qua kiểm tra xác minh, Công an huyện đã xác định được chủ nhân của số tiền trên là chị Hoàng Thị Mai ở thị trấn Thiệu Hóa, nên đã mời chị đến trụ sở công an và tiến hành trao trả cho chị số tiền đã đánh rơi. Việc làm trên của Công an huyện Thiệu Hóa đã được nhân dân đồng tình khen ngợi. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn do Nguyễn Văn Thanh ở thị trấn Nông Cống cầm đầu. Bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 170 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan. Với thủ đoạn cho các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp các bảng dãy số, rồi đánh bạc qua tin nhắn trên Facebook hoặc Zalo. Bình quân mỗi ngày, Nguyễn Văn Thanh đã tổ chức cho các con bạc đánh lô đề với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng. Tiếp đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Phạm Văn Nam ở huyện Hà Trung về hành vi cướp giật tài sản. Chỉ tính từ năm 2017 đến khi bị bắt, đối tượng này đã liên tiếp gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông, chủ yếu là phụ nữ trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Hoàng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung. Hiện các vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các đồng chí, với tổng số 106 đảng viên hiện đang sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, sự phối hợp của các cấp ủy đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể và sự tin yêu đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, Đảng bộ Công an huyện Vĩnh Lộc đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an huyện lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020. Với vai trò là lực lượng tham mưu nòng cốt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ và lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao vai trò trách nhiệm, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên, thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên. Gắn với đó là việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng và Đảng ủy cấp trên, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo và điều hành các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng, trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh của địa phương. Công an huyện Vĩnh Lộc
đã có những đóng góp rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện nhà. Thứ nhất, công an huyện đã thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Thứ hai là nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, của người chiến sĩ lực lượng công an, tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện xây dựng nông thôn mới. Trong lãnh đạo các nhiệm vụ công tác chuyên môn, Đảng bộ Công an huyện Vĩnh Lộc đã làm tốt chức năng tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, có nhiều chủ trương giải pháp quan trọng, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tích cực tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Vì vậy, mặc dù tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, song an ninh trật tự trên địa bàn huyện luôn được đảm bảo ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp nổi cộm gây bức xúc trong nhân dân. Hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế. Hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự tiếp tục được tăng cường, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ đảng viên và nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Hàng năm, qua phân loại bình xét, có trên 95% khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, 100% xã thị trấn đảm bảo tiêu chí về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Đánh giá về cái vai trò trách nhiệm của lực lượng công an nói chung và đặc biệt công an chính quy về đảm nhiệm chức danh của xã thì có thể nói là rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ quyết định được các cái sự ổn định rất tốt cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy là ít số lượng nhưng về cái chất lượng trong cái việc giải quyết về vấn đề an ninh trật tự tại cơ sở là rất tốt, rất đảm bảo. Các đồng chí đã bám sát địa bàn và có cái tham mưu kịp thời trong cái việc ngăn chặn và xử lý những cái tình huống mới phát sinh từ cơ sở ngay từ ban đầu. Quán triệt nghị quyết đại hội lần thứ 5 của Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2015-2020 thì đối với chi bộ chúng tôi gắn với các cái chỉ thị, các cái nghị quyết và đặc biệt là các cái đề án, kế hoạch của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh để đưa vào nghị quyết thực hiện. Chính vì vậy, chúng tôi đã triển khai tốt đồng bộ các cái biện pháp, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu cho cấp ủy chính quyền, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị giải quyết tốt các cái vấn đề về an ninh trên địa bàn. Với những thành tích kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Vĩnh Lộc 5 năm liên tục đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công an huyện 2 năm được Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, 2 năm đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Phát huy những thành tích kết quả đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ và cán bộ chiến sĩ Công an huyện Vĩnh Lộc sẽ tiếp tục kế thừa và không ngừng đoàn kết đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao. Trong cái nhiệm kỳ 2020-2025 thì Đảng ủy lãnh đạo Công an huyện thì sẽ phải nắm chắc và dự báo tốt cái tình hình để tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cho huyện ủy, ủy ban nhân huyện làm tốt trên các lĩnh vực công tác. Thứ nhất là về tập trung cho công tác an ninh quốc gia thì không để tập trung khiếu kiện đông người rồi trở thành hình thành điểm nóng, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi và không để hình thành các cái loại tội phạm mà cái băng ổ nhóm lộng hành theo cái kiểu xã hội hội đen, thực hiện cái cải cách mạnh mẽ cái thủ tục hành chính để phục vụ tốt cái nhu cầu chính đáng của nhân dân, quan tâm giáo dục truyền thống, giáo dục cái đạo đức và đặc biệt là học tập làm tốt cái tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng cái lực lượng công an huyện chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại để góp phần đảm bảo cái ổn định xây dựng phát triển kinh tế. Có thể khẳng định 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Công an huyện Vĩnh Lộc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đem lại kết quả quan trọng và toàn diện. Kết quả đó là tiền đề, là động lực để toàn Đảng bộ và lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc vững tin phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ Công an huyện khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Cô cứ nhìn anh, cô bắt tay bình thường. Chuyên mục An ninh Thanh Hóa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tuần sau.